Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV. Các bạn ơi, hôm nay mình xuống chợ để đi nhặt hàng xỉ cho khách tỉnh. Hiện tại mình đang đi bộ từ chợ Vĩnh Phát sang bên khu xóm 6, xóm 7. Như các bạn đã biết thì là chợ đã đóng cửa mất một thời gian và chợ đã mở lại vào hôm ngày 14 tháng 6. Nhưng mà vì mình bận quá mình cũng không quay video thông báo cho các bạn trên YouTube được. Nhưng mà trên Zalo, Facebook thì mình đã đều thông báo rồi. Nên là nếu mà chị em hoặc khách hàng nào muốn ra chợ Ninh Hiệp thì các bạn có thể xem video của mình, hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp, hoặc là các bạn có thể tra vào Google để xem là chợ đã mở chưa nhá. Hiện tại thì ở ngoài miền Bắc mình đang rất là nóng, nhiệt độ trung bình mấy hôm nay nó rơi vào tầm 38 39 độ C cơ. Ở ngoài trời thì như hiện tại các bạn nhìn thấy này, ai cũng phải mặc áo chống nắng từ đầu cho đến cuối để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè. Mà các bạn biết đấy, cái việc mà đi nhặt hàng thời trang, hàng Quảng Châu như bọn mình ấy thì đa phần là phải đi ở những cái mé ngoài như thế này mới có nhiều hàng đẹp. Còn nếu mà các bạn đi vào trong khu chợ trong nhà như chợ Nành, chợ Tường Vàng thì nó sẽ không có quá nhiều hàng thời trang, nó sẽ không có hàng đắt, nó chỉ có hàng tầm trung thôi. Nên là những cái mẫu mã hàng hot trend mình muốn nhặt đẹp thì mình phải đi sang bên khu xóm 6, xóm 7, xóm 5 hoặc ra Dốc Baza hoặc là Dốc Lã. Sáng nay thì mình có hai đơn, một đơn của một bạn lấy hàng vừa tiền và một đơn của một bạn lấy hàng đắt hơn một chút xíu, như gọi là hàng shop, hàng stand, hàng trung bình từ 100k trở lên. Thì có một số bạn đã gọi điện hỏi mình rằng là chị Trang ơi, nếu mà bây giờ ra chợ Ninh Hiệp thì em nên nhặt mặt hàng gì về bán vào cái thời điểm như thế này. Thì nói thật với các bạn là kể cả miền Nam hay miền Bắc, vào cái thời gian này thì rất là nắng nóng. Nên là việc các bạn ra đây lấy hàng gì thì các bạn có thể nhìn thấy trên video mình quay đây, đa phần sẽ là hàng hè các bạn nhé. Từ đồ bộ, áo phông. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, năm nay là một năm của những mẫu bộ lên ngôi các bạn ạ. Từ đầu mùa hè đến giờ tôi thấy rất là nhiều mẫu bộ ở chợ, rất là đẹp, form, chất, dáng rất là ok luôn. Và những cái mẫu này thì nó sẽ không bao giờ mất mốt cả. Mùa hè năm nay thì cái việc mà phải đi du lịch, được đi du lịch ấy, thì nó hơi bị hạn chế. Đâm ra là váy vóc và các kiểu đồ váy sexy, váy kiểu thì lại không chạy hàng bằng đồ bộ. Bởi vì sao, mọi người bị ở nhà nhiều hơn nên ra là người ta sẽ chú trọng đồ bộ và áo phông, mà để những cái đồ mặc ở nhà cho thoải mái dễ chịu. Nên ra là khách sỉ của mình luôn luôn tư vấn cho các bạn là nên ưu tiên đồ bộ nhiều hơn. Và cái việc tư vấn của mình nó rất là hữu ích cho các bạn, bởi vì các bạn lấy hàng về các bạn bán được rất là nhiều đồ bộ. Nên là bạn nào mà muốn lấy xỉ bên mình ý, thì mình đều lên đơn cho các bạn, mình đều tư vấn cho các bạn hết là các bạn nên lấy những cái gì vào cái thời điểm như thế này, vào một cái thời điểm mà giữa mùa trong năm, cái thời điểm mà nắng gay gắt như thế này thì chúng ta nên ưu tiên những sản phẩm như thế nào để chúng ta có thể bán chạy hàng và bán dễ và không sợ bị hàng tồn đọng. Thì như mình đã nói rồi đấy, mình sẽ ưu tiên một là áo phông, hai là đồ bộ và ba là một chút áo kiểu kèm theo những cái quần sóc hoặc chân váy xinh xinh để mọi người có thể phối đồ đi chơi hoặc mặc ở nhà đều được. Hiện tại thì mình đang ở xóm 6 các bạn ạ. Và các bạn nhìn thấy đa phần là đồ bộ và áo phông là chiếm số lượng rất là nhiều luôn. Bởi vì là cái việc mà vừa đi lấy hàng vừa quay video như này nó cũng không tiện, không tiện cho cả mình và cái việc mà các chủ shop thấy mình quay video. Thì tất nhiên là cũng có chủ shop họ sẽ đồng ý, nhưng có chủ shop họ sẽ không đồng ý. Bởi vì người ta sẽ không biết là các bạn quay video để làm gì. Nhưng mà thật ra cái mục đích chính của mình là mình luôn luôn muốn quảng bá chợ Ninh Hiệp, mình luôn luôn muốn giới thiệu chợ Ninh Hiệp đến tất cả các bạn bè trên mọi miền Tổ quốc. Mình cũng không nghĩ là cái kênh video của mình, các video của mình nó lại phát triển và được lan rộng đến tất cả bạn bè trên mọi miền Tổ quốc biết đến đâu. Bởi vì đơn giản khi mình làm, mình chỉ nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Và mình muốn quảng bá chợ Ninh Hiệp, một cái chợ đầu mối buôn bán rất là lớn và có rất là nhiều mẫu mã hàng đẹp. Nhưng mà sau này khi mà kênh phát triển thì mình đã có một cái lượng hàng, một lượng khách xỉ lớn ổn định. Và mình cảm ơn vì điều đó, cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ mình. Có những bạn khi xuống chợ chỉ cần nghe giọng nói của mình thôi, các bạn đã chạy đến và hỏi có phải chị Trang Vũ đó không. Em là một fan của chị rồi, em xem chị rất là nhiều và chính chị đã cho em động lực để đi lên chợ. Và khi xem những video tư vấn của chị thì em lên chợ em đã không còn cảm giác là bị sợ hãi hay là bị chặt chém hay là bị bắt giá gì cả. Và em tin chị tư vấn là đúng đó, rất là nhiều cái lời khen và động viên dành đến cho mình và mình cảm ơn điều đó rất là nhiều. Mình cũng hy vọng rằng các bạn là khi mà các bạn đã đi buôn hoặc các bạn đã tin tưởng vào cái nghề mình chọn thì các bạn cố gắng là theo đuổi bằng đam mê, bằng cái sự nhiệt tình của mình. Có thể buôn bán nó sẽ không phải là lúc nào cũng gặp thời, nó sẽ có lúc này lúc kia, nhưng mà bởi vì cái quan trọng nhất là mỗi một chủ shop phải duy trì được cái tính kiên trì của mình. Bản thân mình cũng thế, đã trải qua 7 năm buôn bán rồi, có những lúc mình cũng ế, cũng có cả tháng thì không bán được hàng, nhưng mà mình vẫn vui vẻ để vượt qua cái thời gian đó. Bởi vì sao, các bạn phải có niềm tin, các bạn phải có động lực và các bạn phải thấy rằng là cái việc mình chọn nó là một cái đứa con tinh thần của mình thì chúng ta mới có thể dành hết tâm huyết của mình cho công việc này được. Chứ có một số bạn bán hàng được nửa năm hoặc một năm các bạn đã bắt đầu đăng thanh lý rồi, các bạn đã bảo các bạn chán bán, không ra hàng, không có lời, ăn thụt vốn, là bởi vì sao, bởi vì các bạn không tính toán kỹ, các bạn không lên cho mình một cái danh sách logic, các bạn không lên cho mình một cái lịch trình rõ ràng nên các bạn sẽ ăn vào, tiêu vào cái tiền vốn và khi các bạn đã hết vốn thì các bạn sẽ không có tiền đi lấy hàng. Và cái quan trọng nữa nhất nữa là các bạn không có cái quan sát để lấy hàng cho chính xác với cái độ tuổi hay là cửa shop hàng của mình.
các bạn phải hiểu rằng là cái đó nó rất là quan trọng, phù hợp với cái lứa tuổi mình bán ra như thế nào và mẫu mã mình nhặt ở chợ ra sao. Như các bạn nhìn thấy đây, tất cả những mẫu mã ở chợ thì rất là nhiều mẫu luôn, mỗi một nhà trung bình phải đến vài chục mẫu. Mà vào một cái cửa shop như thế này chúng ta không biết là chúng ta sẽ định lấy cái gì, nên là trước khi chúng ta đi lấy hàng, luôn luôn chúng ta phải lên cho mình cái danh sách là cần lấy những gì, thiếu những gì và bổ sung thêm những gì để chúng ta đến chợ chúng ta không bị hoang mang. Ví dụ như là mình đã dẫn rất là nhiều bạn đi, nhưng mà các bạn ấy vẫn muốn rằng là chị dẫn em đi nhưng mà từ nhà chị phải lên danh sách cho em, đến đó rồi em sẽ lấy theo danh sách của chị, chứ không đến đó em không biết lấy cái gì đâu, em hoa mắt lắm, em không biết chọn cái gì đâu. Thì điều đó là đúng thật các bạn ạ, bản thân mình cũng thế, đi nhặt hàng chuyên nghiệp thật. Nhưng mà có những lúc mình xuống chợ mình hoang mang cực kỳ luôn, bởi vì nhiều mẫu đẹp quá, nhiều mẫu mới quá. Nếu mình sa đà vào một mẫu thì mình sẽ không có tiền lấy mẫu kia. Nhưng mà nếu mình lấy nhiều mẫu quá mà không mẫu nào vào đâu cả, nghĩa là nôm na như là không vào chủ đích trong suy nghĩ của mình lấy, mình cứ lấy tràn lan thì về hàng hóa của mình nó sẽ rất là lôm côm. Đó nên là mình cũng hy vọng rằng các bạn nên tham khảo trước tất cả những cái mặt hàng hoặc là những cái cách trình bày hàng ở trong shop của những cái shop khác, để chúng ta có một cái shop của chúng ta theo ý của mình và chuyên một mặt hàng gì đó nó chủ đạo, chứ không thể là một cái shop mà quá nhiều mặt hàng lôm côm, từ già, từ trẻ, từ trung tuổi rồi từ thanh niên, như thế nó rất là khó bán. Video này thì mình chỉ muốn quay cho các bạn hiểu rằng là hiện tại đang là vào tháng 6 dương, nhưng mà chợ vẫn đang bày bán rất là nhiều mặt hàng và chủ đạo là các mặt hàng hè. Và nếu mà các bạn lên chợ vào cái thời điểm này ấy, thì các bạn nên là cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì thời tiết rất là nắng nóng, đi lấy hàng rất là vất vả. Có những bạn đi được một đoạn đã kêu là mệt và chóng mặt rồi, nên là lên chợ nó rất là vất vả. Thì các bạn phải hiểu rằng là đi buôn không dễ dàng một chút nào cả. Và khi nào mà các bạn đã trở thành một chủ shop thực sự ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình vui và hạnh phúc, bởi vì là mình đã có một cái công việc ổn định và cái nghề thời trang này là nghề làm đẹp cho tất cả mọi người. Và nếu mà mình thực sự là một người có uy tín, một người mà chủ shop mà có mắt thẩm mỹ, thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công trong lĩnh vực này. Và như các bạn đã biết, đây trước mặt mình đây là những cái hàng mà hôm nay mình đã nhặt cho khách. Khi mình đi nhặt cho một buổi mà hai khách như thế này ấy, thì các hàng này mình sẽ không thể nào để tách riêng ra được, mà mình bắt buộc về mình phải soạn riêng ra. Sau đó mình sẽ đóng gói cho từng bạn một. Mình sẽ phải đổ tất cả các hàng này ra, mình soạn và mình lên bill cho từng bạn, giá cả là mình sẽ phải ghi lên trên túi bóng cho các bạn, để các bạn không bị nhầm lẫn. Đây là hai bọc hàng của hai bạn các bạn nhé, mình đã đóng gói gọn gàng và đẹp đẽ, và bây giờ mình sẽ lên bill, mình sẽ gửi cho các bạn qua con đường là giao hàng tiết kiệm, nhận hàng và thanh toán tại nhà. Và cái vận chuyển bên giao hàng tiết kiệm mình làm ấy thì rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Ví dụ các bạn nào mà ở miền Bắc chỉ rơi vào đúng tầm khoảng một ngày là các bạn nhận được. Ví dụ như chiều nay mình gửi thì sáng mai hoặc chiều mai các bạn nhận được. Quay đầu từ khoảng Nghệ An quay ra thì chỉ trong 2 ngày là các bạn nhận được. Còn những các bạn mà lân cận xung quanh Hà Nội thì chỉ trong đúng một ngày là các bạn nhận được thôi. Và bên mình thì nói chung là giao hàng tuyệt đối, giá cả công khai, và mẫu mã thì các bạn được chọn trực tiếp trên video tại chợ luôn. Đó, hy vọng là các bạn xem được video này thì các bạn cứ hoàn toàn tin tưởng ở mình. Nếu mà bạn nào còn muốn thắc mắc hoặc là còn hoài nghi về cái khả năng nhặt hàng hoặc là cái việc vận chuyển hàng hoặc lấy hàng của mình, thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều video khác. Mình làm những video này không nhất thiết là các bạn phải bắt buộc phải lấy theo mình hoặc là phải gọi điện cho mình để nhờ tư vấn. Các bạn có thể tham khảo rất là nhiều các shop khác, hoặc là có rất nhiều bạn đã nhặt xỉ ở chợ Ninh Hiệp, các bạn có thể tham khảo giá cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ạ. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.